Trong thế giới động vật, có những loài hiếu chiến, hung tợn, luôn gây ra nỗi kinh hoàng cho các sinh vật xung quanh. Để có thể tồn tại trong thế giới tự nhiên, nhiều loài động vật hiếu chiến nhất thế giới buộc phải tấn công con mồi một cách tàn bạo. Thậm chí, một số loài còn khiến con người phải dè chừng vì sự hung dữ. Trong video ngày hôm nay, Ultraxe sẽ gửi đến các bạn video nói về các loài sinh vật hiếu chiến nhất hành tinh phần 1 với 14 cái tên. Một trong số chúng có thể khiến bạn bất ngờ. Lưu ý thì video sẽ nói về những loài mà mình biết thôi nhé. Vì mình cũng như các bạn là đang tìm hiểu, góp ý và học hỏi, chứ không phải chia sẻ kiến thức nên sẽ không tránh được những sai sót. Các bạn có thông tin gì cần góp ý thì đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng mình khắc phục trong các video sau. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe, ủng hộ chúng mình rồi chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Số 14. Ngỗng. Ngỗng nhà hay ngỗng nuôi có danh pháp khoa học là Anser cygnodes. Đây là những con ngỗng được thuần hóa và chăn nuôi như một loại gia cầm để lấy thịt, trứng và lông. Ngoài ra, người ta còn nuôi chúng để giữ nhà, canh gác hiệu quả. Chúng đã được thuần hóa ở châu Âu, Bắc Phi và châu Á. Ngỗng nhà châu Âu được thuần hóa từ ngỗng xám và ngỗng nhà châu Á cùng một vài giống ngỗng ở châu Phi có nguồn gốc từ giống Thiên Nga. Thoạt nhìn thì trong ngỗng có vẻ khá thân thiện và dễ thương đấy, nhưng thật ra là không. Trong khi mấy loài chim khác sẽ bay đi khi bị dọa dẫm hay gặp nguy hiểm, thì một con ngỗng sẽ tự coi sự đe dọa là một lời thách đấu. Trong khi hầu hết các loài chim đều không phản ứng với những thứ mà chúng thấy theo thiên hướng có lợi cho con người. Kiểu thấy đe dọa thì tung cánh bay cho nhanh, thì ngỗng trái lại như cái loa phường. Nó phát ra âm thanh lớn và hung hãn. Đây là hai thuộc tính canh gác và bảo vệ lý tưởng. Ngỗng cũng có tính lãnh thổ, chúng biết nhà của chúng ở đâu và sẽ bảo vệ nó. Không nhiều loài chim khi thuần hóa giữ được bản tính lãnh thổ và càng ít loài có thái độ hiếu chiến khi đối mặt với những kẻ xâm nhập. Ngỗng càng hung dữ hơn khi mùa giao phối hay khi nó đi cùng vợ và đàn con. Ngỗng được sẽ lập tức vươn cổ dài hết cỡ, quay đầu lại nhìn bạn bằng một con mắt và sẵn sàng tấn công. Dĩ nhiên là không cần biết kẻ đe dọa là ai. Số 13. Đà điểu đầu màu. Đà điểu đầu màu hay đà điểu Úc đội mũ, đà điểu New Guinea là loài chim chạy thuộc họ đà điểu châu Úc Casuaridae. Đà điểu đầu màu là động vật có xương sống lớn nhất New Guinea. Chúng có cánh nhưng không thể bay, chỉ có thể chạy. Khi chạy, chúng giơ hai cánh lên và vỗ vỗ để giữ thăng bằng. Chúng chạy ngắn nhưng nhảy tốt và bơi rất cừ. Cổ của chúng trụi lông, lộ ra những yếm thịt màu đỏ và lam. Trên đầu có một cái mào lớn, chính là đặc điểm nhận dạng của loài đà điểu này. Đây cũng là đặc điểm gây sự chú ý cho bản tình khi đến mùa giao phối. Năm 2007, đà điểu đầu màu được ghi vào danh sách kỷ lục Guinness với danh hiệu là loài chim nguy hiểm nhất thế giới với móng vuốt dài, sắc nhọn như dao găm. Chỉ cần nhìn cách mấy con chim này theo dõi con mồi thì bạn sẽ được mở rộng tầm mắt về loài chim khủng long này. Đà điểu đầu màu sẽ nhảy bổ vào con mồi, sử dụng bộ móng vuốt khổng lồ để cào xé. Bộ vuốt này không đủ để xé xác con mồi, nhưng có thể gây ra những vết thương cực kỳ nghiêm trọng với đường kính miệng vết thương từ 2 đến 5 cm. Số 12. Đại bàng đuôi nhọn. Đại bàng đuôi nhọn có danh pháp khoa học là Aquila audax, là loài chim trong họ Accipitridae. Nó có đôi cánh dài, khá rộng và một cái đuôi nhọn. Sải cánh của nó có thể dài đến 2,27m và chiều dài chân lên đến 1,06m. Đại bàng đuôi nhọn là một trong những loài chim săn mồi lớn nhất thế giới và là loài chim săn mồi lớn nhất lục địa Úc và New Guinea. Con mái nặng từ 3 đến 5,77kg, trong khi những con đực sẽ nhẹ hơn từ 2 đến 4kg. Chúng có chiều dài từ 0,8 đến 1m, với chiều dài trung bình là 95cm và sải cánh của chúng thường là giữa 1,8 đến 2,3m, trung bình là 2,1m. Đây là loài đại bàng có chiều dài sải cánh trung bình lớn thứ 3 trên thế giới. Hầu hết các con mồi của chúng sẽ bị bắt trên mặt đất và ít hơn trong không trung. Kể từ khi người châu Âu đưa các loài thỏ đến châu Úc, chúng đã trở thành con mồi chủ yếu trong chế độ ăn uống của loài đại bàng đuôi nhọn trong nhiều khu vực. Động vật có vú lớn hơn được đưa tới như cáo, mèo hoang, đôi khi cũng bị bắt. Trong khi động vật bản địa như kangaroo wallaby, kangaroo nhỏ, thỏ có túi possum, gấu túi koala và chuột túi bandicoot cũng bị săn bắt. Trong một số khu vực, các loài chim như vẹt màu, vịt, quả, cò quăm và thậm chí là đà điểu emu cũng là con mồi thường xuyên. Chúng ít khi ăn bò sát, tuy nhiên chúng cũng săn rồng Australia, kỳ đà, rắn nâu. Hơn thế, đại bàng đuôi nhọn còn nổi tiếng với việc tấn công máy bay điều khiển và một số đồ do con người làm như flycam. Số 11. Đà điểu châu Úc. Đà điểu emu hay đà điểu châu Úc là loài thuộc họ đà điểu châu Úc. Chúng là loài chim lớn thứ hai còn sinh tồn về mặt chiều cao, sau họ hàng của nó là đà điểu châu Phi. Đây là loài đặc hữu của Úc, nơi nó là loài chim bản địa lớn nhất và là thành viên duy nhất còn tồn tại của chi Dromaeus.
phạm vi phân bổ của chúng bao phủ hầu hết lục địa Úc, nhưng các phân loài trên Tasmania, đảo Kangaroo và đảo King đã bị tuyệt chủng sau khi người châu Âu định cư ở Úc vào năm 1788. Loài chim này đủ phổ biến để được đánh giá là loài ít được quan tâm bởi Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Đà điểu châu Úc thực sự là một loài động vật hiếu chiến và đã từng là nỗi khiếp sợ của con người. Năm 1932, Úc đã phải tham chiến chống lại một kẻ thù chưa từng có tiền lệ là đà điểu châu Úc. Đại chiến Emu năm 1932, con người đã hoàn toàn thất bại và không thể chiến thắng được loài đà điểu đặc biệt này. Emu thực chất giống như một loài khủng long có mỏ và lông vũ. Ngoài chiếc mỏ ra thì ngoại hình của chúng khá tương đồng với những loài khủng long chân thú thời tiền sử như Gallimimus và Svimimus. Đôi chân của chúng vô cùng đặc biệt. Loài động vật này có bàn chân và móng vuốt cực kỳ to lớn, mạnh mẽ. Những cú đá của chúng có thể hạ gục được nhiều loài động vật lớn hơn chúng rất nhiều. Chúng cũng có xu hướng mổ khi tức giận, đặc biệt là khi con người làm phiền chúng. Số 10. Gấu mèo. Gấu mèo có danh pháp hai phần là Roxyonloto hay Raccoon, là một loài động vật có vú bản địa ở Bắc Mỹ. Đây là loài lớn nhất trong họ gấu mèo Roxyonidae. Loài này có thân dài 40-70cm, cân nặng từ 3,5 đến 9kg. Chúng hoạt động về đêm, chủ yếu là ăn thịt, với một chế độ ăn bao gồm khoảng 40% động vật không xương sống, 33% thức ăn thực vật và động vật có xương sống là 27%. Bộ lông có màu xám, trong đó gần 90% là lông dưới rậm rạp, cách ly chống lại thời tiết lạnh. Hai đặc tính nổi bật nhất của loài là bàn chân cực kỳ khéo léo và mặt nạ trên khuôn mặt. Đó là các chủ đề trong thần thoại của một số bộ lạc da đỏ Mỹ. Gấu mèo được ghi nhận là có trí thông minh, với nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chúng có thể nhớ nhiều cách để thực hiện nhiệm vụ lên đến 3 năm sau đó. Đây là loài cực kỳ dễ thương với đôi mắt to tròn đầy nhánh, cái mũi hết và bộ lông mềm mại. Tuy nhiên, bạn nên cẩn trọng khi chạm vào nó, bởi nó có thể cào và có nguy cơ rất cao là bạn sẽ bị nhiễm bệnh dại. Một số trường hợp ghi nhận sự tấn công đã để lại hậu quả nghiêm trọng khi nạn nhân của gấu mèo Mỹ đã chết. Lúc đầu thì chúng có vẻ lo lắng khi gặp bạn, nhưng ngay sau đó, khi nhận ra rằng bạn sẽ không cướp thức ăn của chúng, thì chúng sẽ trở nên rất liều. Số 9. Lưỡng mực. Lưỡng mực là loài động vật có vú, họ chồm, bộ ăn thịt. Đây là loài bản địa châu Phi, Tây Nam Á và tiểu lục Ấn Độ. Lưỡng mực không giống với các loài lưỡng khác, thay vào đó mang nhiều sự tương đồng về giải phẫu với loài chồm. Nó được phân loại là loài ít quan tâm bởi IUCN do phạm vi rộng lớn của nó và sự thích nghi với môi trường chung. Lưỡng mực là loài động vật hoang dã, tuy nhỏ con nhưng lại dữ tợn một cách khó tin. Thực tế là chúng sẽ cố tình gây sự với đám động vật lớn hơn nó nhiều để giải trí. Lưỡng mực có lớp da rất dày và chắc. Vũ khí tự vệ rất hiệu quả của nó là bộ móng vuốt dài và hàm răng sắc nhọn cực khỏe. Với bản tính hung dữ và liều lĩnh, lưỡng mực dám đối đầu với những loài thú săn mồi to xác hơn nó. Thuộc họ chồn nên lưỡng mực có thể phát ra mùi hôi cực kỳ khó chịu, làm đối phương ngột ngạt. Đó là một dạng phòng vệ xua đuổi kẻ thù. Đặc biệt nhất, chúng có khả năng đề kháng nọc độc. Các nhà làm phim về giới động vật đã chứng kiến cảnh lưỡng mực bị rắn hổ lục và rắn lục phì, hai loại rắn có nọc độc nhất, cắn nó và làm nó liệm đi. Tưởng chết rồi, tuy nhiên chỉ cần 2 giờ sau, lưỡng mực tỉnh dậy và vẫn khỏe mạnh hoàn toàn. Số 8. Chồn sói. Chồn sói có danh pháp hai phần, Gulu Gulu. Gulu là trong tiếng Latin, có nghĩa là thói phàm ăn. Còn có những tên gọi như Lutton, Cacacho, gấu chồn hôi hoặc Quick Hatch. Là loài lớn nhất thuộc họ Mestelidae trên cạn. Đây là loài ăn thịt chắc nịch và cơ bắp, tương đồng chặt chẽ với một con gấu nhỏ hơn loài chồn. Chồn sói là phiên bản châu Mỹ của lưỡng mực và cũng bạo lực y như vậy. Có hẳn một vụ về con chồn sói giết chết một con gấu Bắc Cực trong một sở thú. Chồn sói cực kỳ hung hãn và có sức mạnh vượt xa hình dáng cơ thể, với khả năng giết chết con mồi lớn hơn chúng nhiều lần. Chồn sói thường nhắm đến những loài thú nhỏ, dễ dàng, nhưng đã có tài liệu chỉ ra rằng chồn sói còn săn được những con mồi lớn hơn nó gấp nhiều lần như hươu, nai sừng tấm trưởng thành, thậm chí là cả linh miêu hay chó sói đồng cỏ cũng đã từng rơi vào miệng loài chồn này. Chồn sói sống một mình nhưng không vì thế mà dễ bắt nạt, sở hữu bộ móng vuốt sắc nhọn, bộ lông, lớp da dày cùng sức mạnh thể chất rất lớn. Chúng có thể chống lại khá nhiều kẻ thù. Nhưng kể cả khi bị lép vế, chúng vẫn có một vũ khí bí mật khác là mùi. Thông thường chúng dùng tuyến mồ hôi này để đánh dấu lãnh thổ. Có điều khi gặp nguy cấp, đây cũng là một vũ khí tự vệ cực kỳ hữu hiệu. Số 7. Ong vò vẽ. Ong vò vẽ có danh pháp là Vespa affinis, là một loài ong bắp cây phổ biến ở châu Á, các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nó được tìm thấy ở Sri Lanka, Hồng Kông, Đài Loan, Myanmar, Thái Lan, Lào, Việt Nam, Sumatra, Philippines và Malaysia. Ong vò vẽ là một loài ong bắp cây có kích thước từ nhỏ đến trung bình, với ong chúa dài tới 3cm, ong đực 2,6cm và ong thợ trung bình từ 2,2 đến 2,5cm. Tổ của những con ong vò vẽ được xây dựng trên cây cao hoặc có thể ở các vị trí thấp hơn như ở bụi cây, mái nhà. Tổ được xây dựng trên cây cao thường dài, ở các vùng nhiệt đới, tổ có hình quả lê hoặc hình giọt nước. Nhưng ở vùng cận nhiệt đới,
tổ có hình bầu dục với đỉnh tròn. Các tổ nhỏ có hình quả bóng với một lối vào bên cạnh, trong khi các tổ lớn hơn dài theo chiều dọc và có thể có nhiều lối vào. Ong vò vẽ là thành viên lớn nhất và hung hãn nhất trong họ ong bắp cày. Đây là loài ong có độc tố cao nhất và nguy hiểm nhất ở Việt Nam. Loài ong này khá hiền và chỉ tấn công khi tổ của nó bị xâm phạm. Con ong khá thích làm tổ trên những mái nhà cao và trên những cây lớn. Nếu như bạn lỡ đồng vào tổ của nó, bạn không được bỏ chạy, cả đàn ong sẽ tấn công bạn. Bạn nên cúi thấp người và che chắn đầu, tay, chân mình, từ từ rút lui. Khi tấn công, ong vò vẽ sẽ thường tấn công đối thủ rất dữ dội. Chúng sẽ thực hiện chích cho đến khi hết nọc độc, nên loài này thường nguy hiểm lắm đấy nhé. Số 6. Rắn tai ban. Rắn tai ban nội địa là loài bản địa Úc và được xem là loài rắn độc nhất trong tất cả các loài rắn trên cạn, căn cứ vào liều gây chết trung bình. Nó là một loài rắn thuộc họ Elapidae. Tuy là rắn độc nhưng nó rất nhát và hay lẩn núp, luôn luôn tìm cách chạy trốn nếu có sự cố. Rắn tai ban được xem là nỗi ác mộng kinh hoàng nhất của con người. Chúng không những có độc tố khủng khiếp nhất thế giới mà vô cùng hiếu chiến. Nếu bạn đi đến Úc, hãy cẩn thận. Sự khôn ngoan khôn lường không có tác dụng với loài này. Chúng không cảm thấy sợ vì nó không phải là bản chất của chúng. Sinh sống chủ yếu tại các vùng nội địa ở Australia, loài động vật sở hữu nọc độc khủng khiếp nhất thế giới này có thể giết chết 100 người sau 45 phút cắn. Loài rắn độc có tên rắn tai ban được xem là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với con người. Ngoài việc sở hữu nọc độc sinh học khủng khiếp nhất trên cạn, tai ban nội địa còn có khả năng thay đổi màu sắc trên da theo mùa. Nó có thể chuyển từ màu nâu đậm sang xanh đậm ô liu hay xanh đen. Số 5. Chuột túi kangaroo. Kangaroo hay chuột túi là một nhóm loài thú thuộc họ chân to Macrobodidae. Từ kangaroo thường được dùng để chỉ một loài lớn nhất trong họ này như kangaroo đỏ, kangaroo antilopin và kangaroo xám. Kangaroo còn có nhiều loại nhỏ hơn. Kangaroo là biểu tượng của Úc. Sa mạc nước Úc rất lạnh nhưng kangaroo có thể sống được lâu dài trên đó. Khi quá lạnh, chúng ăn cặp chân trước có ít lông. Khi nước bọt bay hơi, nó sẽ làm mát máu bên dưới lớp da rồi toàn cơ thể. Chuột túi là loài động vật tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là chuột túi đực. Chúng có chân sau khỏe mạnh và những móng vuốt dài cực mạnh, có khả năng gây sát thương không thể cứu vãn cho đối thủ. Chuột túi sẽ tấn công bất kỳ ai hay bất cứ loài vật nào khiêu khích chúng. Một cú đấm bằng chân trước có thể gây tổn thương lớn vì chân trước của chúng được trang bị móng vuốt. Chân sau của chúng thậm chí còn mạnh hơn và được biết là có thể tung ra những cú đá cực mạnh, có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng hoặc gãy xương. Trên hai chân sau cũng có những chiếc móng dài và sắc nhọn để chúng có thể hạ gục đối thủ, có thể là một con chó, một con kangaroo khác hoặc một con vật khác vượt qua ranh giới của chúng. Cho nên khi gặp được trong tự nhiên hoặc bất cứ nơi nào, người ta nên hết sức thận trọng về loài này. Số 4. Cá mập bò. Cá mập bò mắt trắng Cachahines lacus còn được gọi là cá mập Zambezi ở châu Phi và cá mập Nicaragua ở Nicaragua. Là một loài cá mập phổ biến rộng rãi trên thế giới, sống trong những vùng nước ấm và cạn, dọc theo bờ biển và sông ngòi. Cá mập bò mắt trắng được biết đến do chúng hung hăng, thích nước sông và hay có mặt ở những vùng nước lợ hay nước ngọt, gồm có cả cửa sông và sông. Chúng có thể sống trong cả nước biển và nước ngọt và có thể sống sâu trong đất liền. Được tìm thấy ở Indiana, Mỹ, ở sông Ohio. Cá mập bò được đặt tên như vậy vì dáng vẻ rất rắn chắc và đáng sợ đối với con mồi. Chúng có đôi mắt nhỏ, vì thế chúng dùng cơ quan thính giác đặc biệt khi săn mồi. Chúng cũng có những cơ quan đầy chất đặc quánh, nhỏ xíu ở đầu để cảm nhận dòng điện từ của con mồi từ đằng xa. Bơi với tốc độ chóng mặt, chúng nhảy bổ vào con mồi và tiêu diệt chúng bằng những hàm răng hình lưỡi cưa liên tục thay thế. Nhiều người coi cá mập bò là một trong những loài cá mập nguy hiểm nhất thế giới vì loài này có nhiều cuộc tấn công vào con người. Và theo tìm hiểu của chúng tôi, nó là loài thứ ba có hầu hết các cuộc tấn công vào con người, chỉ sau cá mập trắng và cá mập hổ. Bên cạnh đó, sự hung hăng và khả năng sống ở nước mặn cũng như nước ngọt của cá mập bò là điều khiến nhiều người quan tâm. Số 3. Hà mã. Hà mã là một loài động vật có vú ăn cỏ sống ở châu Phi, hạ Sahara, và là một trong hai loài còn sinh tồn của họ hà mã. Loài còn lại là hà mã lùng. Đây là một trong những loài thú có vú trên cạn lớn nhất và là động vật móng guốc chẳng nặng nhất. Dù thấp hơn nhiều so với hươu cao cổ, hà mã là loài động vật hiếu chiến, hung hăng nhất ở châu Phi khi tấn công cá sấu, sư tử và không ngán bất kỳ đối thủ nào. Hà mã còn có thể dễ dàng nổi giận và tấn công bất kỳ đối thủ nào xâm phạm lãnh thổ của chúng, từ voi, sư tử, tê giác, cá sấu hay thậm chí là những chiếc ô tô của con người. Hà mã sống theo bầy đàn, gồm một con đực đầu đàn và khoảng 5 đến 30 con cái và con non. Chiếm lĩnh một vùng lãnh thổ nhất định tại các con sông, hồ hoặc đầm lầy rừng ngập mặn. Đối với con người, hà mã là một trong những loài động vật nguy hiểm nhất ở châu Phi và trên thế giới. Chưa có một loài thú hoang dã châu Phi nào giết chết người nhiều bằng loài này, đặc biệt là khi con người vô tình đi vào lãnh thổ của chúng. Là loài thú dữ tợn nhất châu Phi,
hàm răng của hà mã có thể nghiền nát một hoặc hai con cá sấu dài khoảng 3 mét. Độ hung bạo của chúng mạnh hơn bất cứ loài vật có kích thước lớn nào. Chúng có trọng lượng trung bình lên tới 1,5 tấn và hàm răng có sức mạnh tương đương với một chiếc búa tạ cỡ lớn. Số 2. Cá sấu nước mặn. Cá sấu nước mặn có danh pháp là Rocodilus borosus, còn gọi là cá sấu cửa sông hay ở Việt Nam còn gọi là cá sấu hoa cà. Là loài cá sấu lớn nhất và cũng là loài bò sát lớn nhất còn sống trên thế giới. Cá sấu nước mặn là loài săn mồi hàng đầu trong môi trường của nó và một con vật lớn có khả năng coi con người là con mồi tiềm năng. Hầu hết các cuộc tấn công xảy ra khi con người bơi trên nước hoặc chèo thuyền và cúi ở mép nước. Một người bị cá sấu nước mặn bắt giữ ở trong nước có rất ít cơ hội trốn thoát và nếu có, chắc chắn sẽ bị thương nghiêm trọng. Các vết thương thường là rất khủng khiếp và có khả năng bị nhiễm trùng. Cá sấu rất tích cực săn mồi và bị thu hút bởi bất kỳ chuyển động nào có thể dẫn đến cho chúng một bữa ăn tiềm năng. Khi con mồi được phát hiện, cá sấu thực hiện cách tiếp cận lén lút dưới nước. Khi ở trong phạm vi, cá sấu lao nhanh và đập mạnh hàm răng vào nạn nhân. Chỉ riêng lực cắn này đã có thể đủ giết chết con mồi. Con mồi nhỏ hơn thì chỉ đơn giản là nghiền nát và nuốt. Tuy nhiên, đối với con mồi lớn hơn, có thể bị kéo xuống vùng nước sâu trước khi bị chết và ăn thịt. Nếu bữa ăn quá lớn để có thể nuốt chửng toàn bộ một lần, cá sấu sẽ nắm chặt hàm răng của nó và lắc dữ dội hoặc lăn để xé một miếng và có thể nuốt được luôn. Vì lưỡi và xương sọ của một con cá sấu không thể di chuyển được, nên thức ăn sẽ được ném xung quanh trong miệng và cá sấu sắp xếp nó vào vị trí để nuốt. Số 1. Cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ còn gọi là cá heo đen lớn hay cá hổ kình, có danh pháp là Oscinus orca, là thành viên lớn nhất của họ cá heo đại dương. Đây là phân loài lớn nhất trong họ. Cá voi sát thủ sống tại tất cả các đại dương trên thế giới, từ Bắc Băng Dương và vùng sâu Nam Cực cho đến các vùng biển nhiệt đới ấm áp. Cá voi sát thủ được ghi nhận là loài lớn nhất còn tồn tại của chi Oscinus. Cá voi sát thủ là một trong 35 loài họ cá heo đại dương, những loài mà đã khởi phát từ khoảng 11 triệu năm trước. Nòi giống cá heo voi có lẽ phân nhánh sớm ngay sau đó, mặc dù nó có điểm tương đồng về hình thái học với cá hổ kình lùng, cá ông chuông, chi cá voi hoa tiêu, nhưng họ hàng gần gũi nhất còn tồn tại là loài cá heo. Cá voi sát thủ không chỉ thích bạo lực, chúng còn thông minh một cách đáng sợ. Chúng không sợ điều gì và cái cách chúng săn mồi, theo dấu và triệt hạ con mồi đã đạt đến cảnh giới thiên tài. Cá voi sát thủ là loài động vật ăn thịt đầu bảng, có nghĩa là chúng ăn thịt tất cả các loài sinh vật khác trong đại dương mà không có kẻ thù nào có thể đe dọa và ăn thịt chúng. Bản thân cái tên cá voi sát thủ đến từ việc chúng ăn và săn thịt cá voi. Ngoài ra, cá voi sát thủ còn ăn thịt cả cá mập, bao gồm cả cá mập trắng khổng lồ. Chỉ cần phát hiện ra một con cá voi sát thủ trong khu vực sinh sống của mình qua tiếng kêu hoặc việc ngửi mùi, cá mập trắng khổng lồ sẵn sàng rủ cá đàn trốn sang vùng biển khác, nhưng lại khu vực đánh bắt dồi dào cho cá voi sát thủ. Và vừa rồi, mình và các bạn đã đến với phần 1 nói về các loài sinh vật hiếu chiến bậc nhất trong thế giới động vật hiện đại. Các bạn thấy sao về những loài này và có muốn dự đoán cái tên nào sẽ xuất hiện trong video phần 2 hay không? Nếu có thì hãy bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy video hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Untrackshare nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại. We'll be right back.